Tại sao nhà Chúa Cha là điểm nóng? Khi phân tích những vấn đề của nhà Chúa Cha, người viết luôn tự nhủ mình phải sống theo sự thật và trong tình bác ái, như Thánh Phaolô đã căn dặn. Vì mục đích của việc trình bày chân lý đức tin không nhằm đưa đến chia rẽ, nhưng tìm về hợp nhất. Vì tất cả chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận của thân thể. Không nhằm xét đoán để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã, vì không ai được xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến, nhưng theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Cũng không nhằm tẩy chay, cô lập, loại trừ bất cứ người nào, dù người đó hoàn toàn đi ngược đường lối của giáo lý đức tin và bất tuân phục huấn quyền, nhưng đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận mọi người. Vì không phải những người anh em đang bị ma quỷ cám dỗ, lôi kéo, quậy phá mà chúng ta chống, nhưng cùng với những anh em này, chúng ta chống lại ma quỷ bằng cùng nhau tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người, để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Và để tất cả chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là đầu, chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, chúng ta phải cư xử với nhau như những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, với lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Riêng với những vị có trách nhiệm giáo huấn, người ấy phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục những kẻ chống đối. Biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý, và họ sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý đó. Với tinh thần của người Kitô hữu nói trên, chúng ta mới có thể cùng nhau tìm xem đâu là nguyên nhân đã biến nhà Chúa Cha thành điểm nóng, mà không làm tổn thương những anh chị em sống dưới mái nhà ấy. Vì trong mọi trường hợp, họ vẫn luôn là anh em của chúng ta, nên chúng ta không được phép quy kết chụp mũ họ là quỷ, hoặc người của quỷ, cánh tay nối dài của quỷ, con cái ma quỷ. Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét, vì chỉ một mình Ngài mới thấu suốt tâm can mỗi người. Thứ nhất, nhà Chúa Cha là điểm nóng vì mức độ leo thang trong hoạt động không phù hợp với giáo lý đức tin Công giáo. Hoạt động lúc đầu của nhà Chúa Cha chỉ là chữa bệnh trừ quỷ. Hầu như mọi người biết đến nhà Chúa Cha qua hoạt động trừ quỷ chữa bệnh này. Tâm lý bình thường thì ai cũng muốn mình và người thân khỏi bệnh, nhất là những bệnh mà y khoa không tìm ra nguyên nhân, hoặc tái đi tái lại mà không hy vọng chữa hết. Nên chuyện đi tìm nơi trị bệnh, kiếm thầy chữa bệnh, vái tứ phương để gặp thầy gặp thuốc là chuyện không có gì phải ầm ĩ. Ngay cả chữa bằng cách nào, trị theo kiểu nào, cũng không là vấn đề cần quan tâm đối với người bệnh, miễn sao hết bệnh. Đó cũng là lý do nhiều người tự xưng mình là thần y, hoặc xưng là thầy trừ tà trừ quỷ, và cũng là lý do nhiều con bệnh rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang. Nhà Chúa Cha thì hoàn toàn khác, vì ở đây bệnh nhân được mời gọi đi vào sinh hoạt đạo đức bằng dự lễ mỗi ngày, ăn chay trường, cầu nguyện liên lỉ, sống tự hạ và tha thứ như điều kiện để được chữa lành bệnh thân xác. Vì bệnh được coi là hậu quả của việc ma quỷ đang hiện diện và quậy phá đương sự, nên bệnh chỉ hết khi ma quỷ bị trục xuất ra khỏi người bệnh. Nếu hoạt động ở nhà Chúa Cha chỉ có thế, nghĩa là chỉ thuần túy trừ quỷ trừ tà, thì có thể vấn đề không trở nên trầm trọng đến nỗi đấng bản quyền giáo phận phải mạnh tay can thiệp. Vì công việc trừ quỷ sau một thời gian quan sát và phân định, giám mục giáo phận có thể hợp pháp hóa cách này cách khác theo sự khôn ngoan của Ngài. Vì dù gì đi nữa, mục đích chính vẫn là duy trì hiệp nhất, hiệp thông trong giáo hội để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn mà bản quyền giáo phận luôn nhắm tới và cố gắng thực hiện.
Nhưng vấn đề trở nên nhiêu khê khi hoạt động của nhà Chúa Cha đã không dừng ở việc trừ quỷ trừ tà, nhưng leo thang một cách mau chóng và quyết liệt bằng những hoạt động thuộc phạm vi giáo lý đức tin. Khi quả quyết, Chúa Cha nhập cuộc với chương trình cứu thế mới của riêng Ngài. Khi chọn một người và qua con người này, Chúa Cha trực tiếp mặc khải từ những việc bình thường trong ứng xử và sinh hoạt hàng ngày, như phải trả lời thư của Đức Cha giáo phận thế nào, phải chăm sóc em bé thuộc diện thai thánh làm sao, có cần phải gỡ xuống các clip làm chứng theo lệnh của giám mục không, đến những mặc khải quan trọng gây hoang mang trong cộng đồng dân Chúa và có thể làm đảo lộn toàn bộ giáo lý đức tin của Hội Thánh Công Giáo, có nguy cơ dẫn đến ly giáo, như không cần phải vâng phục đấng bản quyền. Đức Maria là mẹ của Chúa Cha. Đức mẹ chọn chị Toàn và nhập vào chị để nói với nhân loại những điều Chúa Cha muốn, do chỉ thị trực tiếp của Chúa Cha và tác động của Chúa Thánh Thần. Hoặc nhà Chúa Cha là nơi duy nhất Chúa Cha chọn đến ngự. Chị Thiên Thương là người duy nhất Chúa Cha chọn để viết ra những mặc khải mới cho thời đại mới và thánh ý của Ngài cho từng người, từng công việc. Vấn đề sở dĩ ngày càng trở nên nghiêm trọng mà hậu quả sẽ không nhỏ đối với đức tin của cộng đồng dân Chúa là vì hoạt động của nhà Chúa Cha không còn được khoanh vùng, đóng khung và giới hạn ở việc trừ quỷ, nhưng đã đi quá xa, vượt quá những gì giáo lý đức tin cho phép khi tự cho mình quyền nhận mặc khải mới, quyền cắt nghĩa và quảng bá mặc khải mới. Nói tóm lại, những bước chân của nhà Chúa Cha đang lún sâu trong tiến trình ly giáo, tách khỏi giáo hội công giáo bằng những việc làm hoàn toàn đi ngược giáo lý đức tin tông truyền. Thứ hai, nhà Chúa Cha là điểm nóng vì quy tụ được nhiều thành phần trong giáo hội. Có nhiều nhóm tự đặt mình ra ngoài giáo hội khi không tuân phục đấng bản quyền và tự động quảng bá những điều sai lạc trái với giáo lý của giáo hội. Nhưng những nhóm này không mấy được biết tới và thường chỉ tồn tại một thời gian ngắn và rất eo uột, vì thành viên của những nhóm này hầu như chỉ là giáo dân. Khác với những nhóm này, nhà Chúa Cha thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lôi kéo cảm tình và ủng hộ của số đông đáng kể trong nước cũng như ngoài nước, vì có sự tham gia của nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, là thành phần ưu tú được tuyển chọn, được thánh hiến, có kiến thức thần học, đạo đức đáng tin cậy, từng giữ vai trò chủ chân lãnh đạo hướng dẫn cộng đoàn. Với người giáo dân, ở đâu có linh mục tu sĩ hiện diện, hoạt động nào có linh mục tu sĩ tham gia điều hành cộng tác, ở đó có giáo hội và an toàn của chân lý đức tin. Vì với nhiều người, Cha là Chúa, Cha nói là Chúa nói, ý Cha là ý Chúa, nên không bận tâm suy nghĩ, cũng chẳng phải nặng lòng đắn đo nếu ở đó có Cha, có Sơ, có Thầy, nếu việc đó có Cha, có Sơ, có Thầy đang dấn thân thực hiện. Vì các ngài không biết thì ai biết bây giờ? Các ngài không thấy rõ thì ai thấy rõ đây? Vấn đề còn lại là công tác quảng bá, lan tỏa sứ điệp, đường lối và các phương tiện truyền thông đại chúng được khai thác tận dụng. Chúng ta đừng quên, ở thời đại công nghệ thông tin cực kỳ tân tiến này, con người không chỉ lười biếng di chuyển mà còn lười biếng suy nghĩ nữa. Nên người ta chỉ dễ dàng đón nhận những gì đến tận phòng ngủ, vào tận giường, kề tận tai, ngay trước mắt. Vì thế việc truyền giáo của chúng ta cũng phải thích nghi với con người thời đại, khi biết sử dụng những phương tiện của thời đại để loan báo tin mừng đến mọi người, mọi nhà. Đây là điểm mà nhà Chúa Cha tận dụng. Thứ ba, nhà Chúa Cha là điểm nóng vì gồm nhiều thành viên có khả năng cá tính và nhiệt huyết. Không thể chối cãi một sự thật, đó là đa số thành viên nhà Chúa Cha đều là những người có khả năng về nhiều lĩnh vực và là những người có cá tính mạnh và đầy nhiệt huyết. Nhờ những tính cách này, anh chị em tuy khác nhau ở tuổi tác, địa vị xã hội cũng như chức vụ trong giáo hội và hoàn cảnh sinh hoạt đời thường, đã làm nên một nhóm gắn bó chặt chẽ, có cùng đường lối chọn lựa. Chẳng hạn như khi được giám mục hay bề trên nhà dòng yêu cầu tháo gỡ các clip làm chứng xuống, thì hầu như tất cả đã đồng lòng từ chối đề nghị này và giữ vững lập trường chung. Thực vậy,
những yếu tố nhân loại này đóng góp không ít vào sự thành công của nhà Chúa Cha. Và với đà phát triển hiện nay, với những con người hội nhiều điều kiện thuận lợi, không lâu sẽ mọc lên đó đây nhiều nhà Chúa Cha khác, như vừa khai trương nhà Chúa Cha thứ hai ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Đứng trước hiện tượng nhà Chúa Cha được xem như điểm nóng, chúng ta thấy có nhiều nhận định khác nhau từ nhiều phía. Người ủng hộ thì cho rằng nhà Chúa Cha đích thực là công trình của Thiên Chúa. Những người này hầu hết không quan tâm đến những vấn đề thuộc tín lý, nhưng hài lòng vì nhà Chúa Cha đang làm một công việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra, cũng chưa ai dám làm. Đó là trở thành tiếng nói sự thật, công khai đối đầu với tiếng nói của giáo quyền, mà từ bao đời vẫn mãi chỉ là tiếng nói độc thoại, độc quyền, độc đoán. Hài lòng vì nhờ có nhà Chúa Cha, công trình của Chúa Cha, tiếng nói của sự thật mới được cất lên, mới có cơ hội bật ra từ cửa miệng những giáo dân thấp cổ bé miệng mà chưa bao giờ được tích cực hướng dẫn, khuyến khích, nâng đỡ bởi những người thuộc hàng giáo sĩ, tu sĩ. Bên cạnh những người ủng hộ là những người đả kích lên án. Tất nhiên những người này xem nhà Chúa Cha là nhà của ma quỷ, là tổ quỷ và nặng lời nguyền rủa những ai đến cư ngụ và làm việc trong nhà này. Đứng giữa hai nhóm người này là nhóm có khuynh hướng bàng quan nhưng thực dụng. Bàng quan vì tận thâm tâm vấn đề tín lý hoàn toàn được coi nhẹ, vì những giáo lý đức tin không giữ một vai trò nào trong đời sống của họ. Nhưng thực dụng khi cho rằng phải có nhà Chúa Cha, phải có lực lượng đối kháng, giữ vai trò phản biện phê bình thì giáo hội mới canh tân đổi mới, cũng như phải có người chê xấu ta mới chăm chút diện mạo. Phần chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta phải làm gì khi đứng trước điểm nóng có thể tạo thành đám cháy? Một tâm hồn sôi sục căm tức ư? Không. Một trái tim vô cảm không quan tâm? Không. Một cõi lòng trống vắng như thửa đất hoang để thú dữ tha hồ tung hoành? Không. Bởi điều chúng ta phải làm chính là điều Thánh Phaolô đã căn dặn tín hữu Philippe trong thư của Ngài. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Chính trong Đức Giêsu Kitô, với ơn bình an của Ngài, tất cả chúng ta sẽ hiệp thông hiệp nhất với nhau, dù hiện nay chúng ta đang đứng ở những vị trí khác nhau, có khi đối nghịch nhau trước điểm nóng. Miễn là tất cả chúng ta đều biết đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều chúng ta thỉnh nguyện. Xin Đức Maria là trạng sư thần thế trước mặt Thiên Chúa Ba Ngôi thương cầu bầu cho giáo hội và chúng con.